Em chào cả nhà nha. Hôm nay mình ăn tôm luộc hết cả nhà. Bữa nay ăn đơn giản lắm, có cái món là tôm luộc chấm với muối với ớt. Bây giờ cái nồi nước em bắt sẵn nó sôi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ bỏ vô một miếng muối nha. Em không có bỏ đường gì hết á. Bây giờ nước sôi rồi đó, giờ em cũng bỏ muối vô rồi, bây giờ em sẽ bỏ tôm vô. Tôm này ấy càng tớp mà nó ngon quá cả nhà ơi. Tôm này em thấy nó ngon quá nên em mua ăn. Ăn cho nó đã thèm luôn. Con tôm bự nè. Màu chín dữ lắm luôn. Tôm càng mà em thích lựa cái con càng nhỏ cả nhà ơi. Nhà mình luộc tôm không mà nó ra gạch nè cả nhà. Giờ nó sôi lên vậy là mình tắt lửa, dùng đổ gỡ gỗ, nó gáo. Khói lên nghi ngút luôn. Rồi dĩa tôm em đã luộc xong vậy em đã gấp ra cái dĩa thấy ngon quá cả nhà ơi coi nè. Rồi em gấp ra thêm một cái dĩa dưa chua hết cả nhà. Này dĩa dưa chua em tự làm nè. Cả nhà giờ em thấy cái miếng kiệu trắng tươi luôn. Rồi cái miếng dưa cải thì cái màu đậm đẹp. Rồi cái củ cải nữa. Cả nhà thấy em phối hợp cái dĩa dưa chua ngon quá. Còn đây là chén cơm trắng. Còn quay bên đây thì cái dĩa muối ớt để mình chấm tôm. Giờ mình ăn cơm thôi cả nhà ơi. Rồi tôm em đã luộc xong. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn cơm. Thì chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình nha cả nhà. Giờ mình ăn thôi cả nhà. Bữa nay mình ăn một cái món rất đơn giản cả nhà. Rồi để em quên lấy cái dĩa, để em lấy cái dĩa để mình để cái giỏ tôm. Mình để ngay đi. Tôm mới tới cái mùa này á nó ngon mà lại nó rẻ ta ngộ quá cả nhà. Nhà thấy tôm càng em lửa nó càng nhỏ đấy cả nhà ha. Bây giờ trước tiên thì em ăn một miếng cái món dưa em làm. Em ăn một miếng củ cải trắng em làm dưa này cái nhà, dạ mời cái nhà nha. Cái miếng nó đẹp mà nó ngon. Ngon quá cái nhà. Công nhận. Ngon. Bây giờ tới em ăn một miếng dưa cải chua. Nhưng mà cái nhà nha. Ngon quá. Nếu mình làm ăn với mẹ cái nhà thì em có bị ngửa nha. Em có ngửa cái ăn cái chua lại như thế nào. Ngon. Này có thịt kho ngon. Con nhà thấy cũng kiểu cứu tôi. Cái này á mình rảnh rỗi mình làm để ăn nha, thứ ngon với nha. Ở này cái củ cải đỏ, củ cải đỏ thì hiện để vô sau cái giờ mình trắng cho nó có cái khí gì cái đẹp ngon giòn, nó cũng giòn ngon. Thank you.
em dễ ăn cái ngờ. Có nhiều khi em ăn cơm á, em ăn cái ngày xong cũng được, em rất dễ ăn. Cái này cái cộng cải dưa chua á, cái vị ở trong là cái nhà giòn. Cái dưa cải này là cái nhà mình làm ăn á, thì mình làm cái cộng, còn cái lá mình để lại mình nấu canh cũng được, có cái nhà mình nấu cá biển á, mình nấu với cơm chua ngon. Ngon quá. Cho em kiếm tỏi. Kiếm tỏi mà nãy em gấp không có thấy tỏi đâu. Không nhớ có tỏi. Ủa? Nãy em nhớ không có tỏi mà. Rồi em không thấy tỏi nữa vậy. Ông ăn một cái thứ thứ về tới nhà xem á. Là em làm. Nó giòn. Cái giòn ngon. Cái nhà với mình làm cái này nè. Ngon á, để cho cả nhà như là xem cái bài của em á, cũng như là em làm là không có màu, không có rửa phèn hết á cái nhà. Nếu mà ai thích cái gì làm giống em, còn nếu ai không thích thì thôi vậy đó cả nhà. Em không có dạy hay là hoặc cái dạy cái làm món ăn hết cái nhà, như ở quê em nấu cái gì ngon thì đăng lên cho cả nhà xem ha. Cả nhà thân yêu kênh mà cả nhà ủng hộ xem và đăng ký để em mừng rồi, thì em có gì thì em sẽ đăng lên cho cả nhà xem. Nếu mà ở quê nào mình làm cái gì mà nó ngon, nó ít tiền lại ngon mà không bỏ màu, không bỏ gì hết trơn mà nó giòn ngon là em cứ làm. Bây giờ thấy cái nhị cải chua nó ngon dữ, ngon dữ lắm. Nó em ăn muốn dưa rồi, rồi tới em ăn muốn cơm rồi cả nhà, mời cả nhà nha. Cơm cái mùa này nó rẻ nên mình ăn. Nói chung ở quê thì em như vậy đó nè, cuộc sống của em á, cái nhà thấy nó gặp gì nhà không ăn khổ nha, mình phải mua ăn thôi. Tôm này mắc nhất 100 ngàn, còn dưới thường thường em không có 70 cả nhà, mà nó ngon ngon. Chứ em không bây giờ dám mà đăng lên trên đây rồi em dạy nấu nướng gì đâu cả nhà ơi. Em chỉ là nếu đăng lên cho cả nhà xem là ở quê là làm những cái món mà mình không có màu, không có bỏ đường diêm hay là không có bỏ phèn gì hết á cả nhà, mà nó ngon tự nhiên vậy á. Không như cả nhà thấy tôm nè. Quá béo. Nếu mà những món ngon này mà mình không đăng lên nó tiếc hết cái nhà, như tôm á, mình đăng lên gì có nhiều khi bà con mình nó biết mình mua tôm được ngon và lại rẻ thì chỉ, chứ mình đâu có quảng cáo cái gì đâu. Cái nhà thấy cục thịt nè, cái đầu của tôm đặt nè. Em bữa nay em không có nặng nha, chanh cũng tắt nha cái nhà. Phải mình ăn này chua rồi, mình nặng vô nữa, phẩm không ngon. Mà tuổi em cũng yếu mấy rồi, ăn mỗi lần mặn được chưa vô, nó bị khớp vào. Tên mình tên gọi là tôm lọt, có cái nhà cái giỏ với mình sợ mà. Cái nhà giỏ như vậy nè, không ăn cũng quá à. Cái tôm mà cái tôm mình lọt có tôm lọt có nhà, cái mình luộc cái vỏ nó nhăn lại.
Em ăn ít lắm nên chỉ quay những cái món ngon, món ít tiền cho cả nhà xem, để cả nhà mua cho nó ngon, giờ làm ăn cho nó ngon đó cả nhà. Chứ em không bao giờ dám lên đây đăng lên dạy nấu nướng cái này kia đâu nha cả nhà, em sợ lắm. Bởi vì những người á mà ta dạy á mình nấu cái nhà này, người ta cũng như là thợ như mẹ em đồ đó thì được, còn như em không dám đâu, mẹ em là thợ nấu á thì mẹ em dạy được chứ em không dám đâu nha. Anh còn học mẹ nữa, học mẹ học em nữa mà làm sao mà em dạy được. Em chỉ cầu mong á là cái nhà thương yêu kênh của Niên Dẫu Qua Lóc mà đăng ký kênh là em vui rồi, và like cho em á và xem á, ngon quá cả nhà ơi. Tôi nhận cái này ngon lắm, có thái tật mà thái quay những cái món ít tiền mà ngon hết cả nhà. Cái này giòn hết rồi nè, con này con thấy gặp không, con này cái gặp nó không có vàng, nó không đỏ chứ. Nó còn lộn lên lộn xuống nó dạy người ta chắc lộn. Chúng bán mấy con tôm, thịt này cả nhà ngon, món cái này cái là thấy em ăn một chén cơm dưới có mấy miếng dưa muối à, dưới làm ba con tôm mà nó ngon, em ăn ít lắm cả nhà mà anh vẫn mập á. Nếu mà em ăn ha, em ăn mày thải ra đó mà nó cứ nhắc bụng luôn nha, cái là mập lắm luôn, cái này em vừa no là em nghỉ hết đó nha. Em mời cái nhà uống nước lọc với em nha, em không có, bữa nay em không có mua trái cây nữa rồi cái nhà, em mời cái nhà. Mấy món đơn giản mà nó ngon mà nó ngon quá trời cả nhà. Nếu cả nhà thấy những món ăn đơn giản đó mà ngon, cả nhà nhớ thương yêu kênh của Niên Dẫu Qua Lóc, cả nhà nhớ đăng ký kênh thì đây cho Niên Dẫu Qua Lóc một like, cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, với like cả nhà.